hát lên một khung tân ca. Hát lên ngợi khen Thiên Chúa vì Ngài đã tạo thành biết bao nhiêu việc lạ lùng. Cánh tay thần thánh uy phong, tay từng mang vinh thắng, biểu lộ đức công bình và ơn cứu độ giữa ngàn dân. Tung vô Chúa đi khắp cả địa cầu, hay thần hoàn họ reo ca sướng với thiên đàn reo khắp, với nhà nhàng du dương hay ca. Mẹ ơi, sứ đạo còn đây.
hiền nhân yêu thương, mẹ luôn mong biết giúp đỡ mãi sư đạo con đây. Trong tình yêu mẹ liên kết muôn tâm hồn. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-ôm. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông quý mến dân ta. Và lại, chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta." Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: "Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Tục ngữ Việt Nam có câu: "Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút đã là thừa." Sự khiêm nhường không chỉ là một đức tính tốt trong đời sống hàng ngày, mà nó còn là một nhân đức cần thiết cho đời sống đức tin. Người sĩ quan trong tin mừng hôm nay là một nhân chứng cho sự khiêm nhường và niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Người sĩ quan được biết đến là một người tốt, luôn quan tâm và yêu mến những người đầy tớ của ông. Ông còn có mối tương quan thân thiện với dân chúng, và ông đã giúp đỡ cho việc xây dựng hội đường. Theo truyền thống Do Thái xưa, việc một người ngoại đến gặp Đức Giêsu để cầu xin Ngài giúp một điều gì đó là họa hiếm. Người sĩ quan trong tin mừng hôm nay không chỉ là người ngoại, mà còn là một người có thế giá và quyền lực trong xã hội bấy giờ. Vậy mà ông cầu xin Đức Giêsu cứu chữa cho một người đầy tớ của ông đang đau bệnh. Điều này đã cho thấy ông là một người khiêm nhường và có niềm tin vững mạnh vào quyền năng của Đức Giêsu. Mặc dù ông là người có quyền trên nhiều người, nhưng ông biết thân phận mình là một người dân ngoại, tội lỗi và bất toàn, chẳng xứng đáng để được Đức Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa đến và ở lại nhà mình. "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi." Chính nhờ sự khiêm nhường đã giúp ông biết thân phận của mình
và nhận ra Đức Giê-xu là Thiên Chúa. Ngang qua bài tin mừng hôm nay, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết khiêm nhường và sống yêu thương quan tâm người khác. Khiêm nhường nhìn nhận sự yếu đuối mỏng giòn của phận người, và nhờ sự khiêm nhường giúp chúng ta nhận ra chính mình và biết đặt niềm tin và cậy trông vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin ban thêm cho chúng con đức tính khiêm nhường và niềm tin thác vào Chúa. Đồng thời, xin Chúa giúp chúng con biết quan tâm, yêu thương đến những người xung quanh, những người bệnh tật và nghèo khó. Amen.